Mến chào các bạn, chia sẻ thật lòng về mục tiêu trước U23 Hàn Quốc, đoàn quân của huấn luyện viên Kong Okyun sẽ phải chạm trán với đối thủ rất mạnh ở trận lượt kế tiếp là U23 Hàn Quốc. Đội bóng được đánh giá là mạnh nhất bảng C và là ứng viên sáng giá nhất cho một suất đi tiếp vào vòng trong cũng như là chức vô địch U23 châu Á 2022. Vì sao ư? Vì huấn luyện viên Hoan Sung Hong của U23 Hàn Quốc là một cựu tiền đạo với thành tích đáng nể, vài lần là vua phá lưới trong các giải đấu trong và ngoài nước, đứng nhì trong lịch sử bóng đá xứ Kim Chi. Khi làm huấn luyện viên, ông nhanh chóng trở thành một tượng đài ở Hàn Quốc vì đã dẫn dắt đội bóng của mình giành chức vô địch K1 League Korean FA Cup, hai lần được giới chuyên môn bình chọn là huấn luyện viên hay nhất Hàn Quốc. Và vì sao nữa, U23 Hàn Quốc kỳ này lại còn có góp mặt của Messi Hàn Quốc Lee Kang-in đang khoác áo câu lạc bộ Mallorca ở giải La Liga Tây Ban Nha và đạt giải quả bóng vàng World Cup U20 năm 2019. Chưa hết, cầu thủ này cũng từng là học trò cưng của huấn luyện viên Kong Okyun nước ta. Hiện U23 Việt Nam mới chỉ giành được một điểm trước U23 Thái Lan, trận tiếp theo với Hàn Quốc và Malaysia khá căng thẳng. Thế nhưng, huấn luyện viên đội tuyển Hàn Quốc nói gì? Đội hình và lối chơi của U23 Việt Nam có sự thay đổi do có sự điều chỉnh ở vị trí huấn luyện viên. Chúng tôi không rõ thông tin nhưng phải chuẩn bị cho mọi tình huống. Đối thủ là ai không quan trọng, cốt lõi là nằm ở cách U23 Hàn Quốc thi đấu. Thế là huấn luyện viên Kong Okyun đã hít một hơi thật sâu và phản pháo ngay. U23 Hàn Quốc tất nhiên là một đội mạnh hơn, họ có thể vượt qua chúng tôi. Tuy nhiên, tôi tin rằng U23 Việt Nam có thể tạo nên bất ngờ trước U23 Hàn Quốc. Còn Lee Kang-in, học trò cũ của ông Gong, ý kiến ra sao? Dù thắng đậm trước U23 Malaysia với tỷ số 4-1, màn trình diễn của tôi và đồng đội chưa tốt, tôi không thật sự hài lòng. Vì dù trận đầu tiên, nhưng phải trải qua một tình huống mắc sai sót. Ngay cả huấn luyện viên Park Hang-seo cũng từng có ý kiến e ngại nếu Việt Nam chọi trực tiếp với Hàn Quốc cơ mà. Rõ ràng dù là có nói giảm nói tránh gì đi nữa thì giữa hai vị huấn luyện viên cũng như các cầu thủ đang mang một thông điệp ngầm, trận này quyết một phen đấu cho ra trò ra trống. Liệu rồi đây, lịch sử có bị xáo trộn khi trong 4 lần gặp trước, U23 Việt Nam chỉ có hòa hoặc là thua U23 Hàn Quốc? Nếu trận này thắng, thế nào truyền thông Hàn Quốc cũng có bài giật tích kiểu như huấn luyện viên Kong Okyun cõng rắn cắn gà nhà cho coi. Các bạn mình cùng chờ xem sao nha. Chắc chắn huấn luyện viên Kong sẽ gặp những áp lực không nhỏ tại thời điểm này, bởi những người ngồi vào vị trí ấy đều nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ người hâm mộ. Nếu có thành tích tốt, chắc chắn ông sẽ được tung hô, ngợi ca hết mực. Song chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể khiến vị chiến lược gia này là tâm điểm của sự chỉ trích. Theo chiến lược gia 47 tuổi, tham vọng của ông còn lớn hơn cả một chiếc cúp. Tôi muốn giành danh hiệu, nhưng chiến thắng ở một giải đấu không phải là điều quan trọng nhất. Huấn luyện viên Kong Okyun cho biết, mục tiêu của tôi là muốn phát hiện, bồi dưỡng các tài năng trẻ. Nếu chúng ta quan tâm và trao cơ hội để họ thể hiện mình, tới một ngày, Việt Nam sẽ sở hữu nhiều cầu thủ giỏi hơn hiện tại. Dù kết quả trận đấu thế nào, người hâm mộ hãy đặt niềm tin vào vị tân huấn luyện viên và cầu chúc mọi điều tốt nhất cho U23 Việt Nam các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn cảm thấy hay và hữu ích thì đừng ngần ngại đăng ký kênh một video, like và chia sẻ một video, chỉ một video mà thôi các bạn nhé.